Chiều ngày 25 tháng 3, thay mặt chính phủ, phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến đại sứ quán Nga tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tại trung tâm thương mại Crocus City Hall ở tỉnh Moscow, Liên bang Nga vào ngày 22 tháng 3 ký sổ tang đại sứ quán nga tại việt nam phó thủ tướng trần hồng hà viết chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man xảy ra tại trung tâm thương mại karokas city hall tỉnh moscow liên bang nga vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 cướp đi sinh mạng của nhiều thương dân vô tội thay mặt chính phủ nhân dân việt nam và nhân danh cá nhân tôi xin chân thành gửi đến chính phủ và nhân dân nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng rằng những kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Chúng tôi mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau và mất mát này, những người bị thương sớm bình phục, mong người dân và đất nước Nga luôn bình an phát triển. Trước đó vào ngày 23 tháng 3, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Cũng trong chiều ngày 25 tháng 3, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao đến ghi sổ tang chia buồn cùng đất nước và người dân Nga. Thứ trưởng viết, nhận được tin về cuộc khủng bố dã man, vô nhân tính xảy ra tại trung tâm thương mại Krokus vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 vừa qua, cướp đi mạng sống của nhiều người dân Nga vô tội, làm nhiều người bị thương. Tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động. Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi khủng bố dưới mọi hình thức. Thay mặt Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các đồng chí lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Bộ Ngoại giao Nga, các cán bộ Bộ Ngoại giao Nga cùng người dân Nga những lời chia sẻ sâu sắc và thăm hỏi chân thành nhất. Tôi mong các bạn Nga sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này, đất nước Nga sớm ổn định trở lại và tiếp tục phát triển, cầu chúc những nạn nhân vô tội yên nghỉ nơi vĩnh hằng và mong gia quyến vượt qua nỗi đau to lớn này. Sau vụ khủng bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, người dân và chính phủ Nga. Ông Antonio Guterres chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ tấn công khủng bố là ghê tởm và hèn hạ. Mỹ, Liên minh châu Âu EU và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Moscow. Theo dữ liệu mới nhất từ các cơ quan chức năng của Nga, vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng và 182 người khác bị thương. Số nạn nhân thiệt mạng còn có nguy cơ tăng lên. 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ, trong đó có 4 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giết người. Theo TASS, trong ngày 25 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phản bác tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris về thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow. Bà Zakharova nói Washington dường như đang tự dồn mình vào chân tường với câu chuyện cho rằng nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS là thủ phạm duy nhất cho vụ khủng bố ở Krokus trong nhiều năm giới chính trị mỹ đã học được cách điều hướng dư luận khỏi nhiều vụ tấn công nổi tiếng do đó cho tới khi cuộc điều tra kết thúc bất kỳ sự biện minh nào của washington dành cho kiev đều được coi là bằng chứng quan chức nga cho rằng phía mỹ đã rất nhanh chóng đưa ra kết luận về thủ phạm của vụ khủng bố trong khi vẫn còn rất nhiều yếu tố chưa được làm rõ bà zakhadova nói thêm phát ngôn viên nhà trắng andrini watson cũng nói rằng ukraine không liên quan đến vụ tấn công và is mới là thủ phạm Tôi ước gì họ có thể đưa ra kết luận nhanh như vậy với vụ ám sát tổng thống Kennedy. Suốt 6 thập kỷ, họ vẫn chưa thể tìm ra thủ phạm, liệu đó có phải là IS hay không? Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, có nhiều bằng chứng trực tiếp và gián tiếp cho thấy Mỹ đang tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố ở Ukraine. Trong quá khứ, sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề Trung Đông đã dẫn tới sự trỗi dậy của các tổ chức cực đoan và chúng vẫn đang hoạt động cho đến ngày nay. Bà Zakharova cho biết số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ đã được đổ vào Ukraine một cách vô trách nhiệm, cùng với đó là những bình luận hung hăng chống lại Nga và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Harris đã gửi lời chia buồn tới người dân Nga sau vụ khủng bố ở ngoại ô Moscow, đồng thời tuyên bố Ukraine không liên quan đến vụ việc. Bà Harris nói với truyền thông không có bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan của Ukraine những gì chúng tôi biết là ISISK thực sự phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Igor Pogadaev, một người đàn ông Nga đã lùng sục khắp các bệnh viện xe cứu thương để tìm kiếm vợ kể từ khi vụ tấn công khủng bố xảy ra ở trung tâm tổ chức hòa nhạc Krokus City Hall tại Moscow. Theo Scar News, sau khi nghe tin các tay súng bắn bừa bãi vào những người tới buổi hòa nhạc, ông đã lao tới hiện trường nhưng không thể tìm thấy vợ trong vô số các xe cứu thương hay giữa hàng trăm người chạy ra khỏi Crocodile City Hall. Ông Igor Pogadaff nói, "Tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm, hỏi mọi người, đưa ra những bức ảnh, tuy nhiên không ai thấy gì, không ai có thể nói gì." Người đàn ông này đã chứng kiến ngọn lửa bùng lên ở nơi bị tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 và điên cuồng gọi điện đến đường dây nóng dành cho người thân của các nạn nhân, song không nhận được thông tin gì. Sau khi số người tử vong được công bố, ông Pogodaev đã lùng sục khắp các bệnh viện ở thủ đô lẫn vùng Moscow tìm kiếm thông tin về những bệnh nhân mới nhập viện. Tuy nhiên, Yana Pogodaev, vợ ông, không nằm trong số 182 người bị thương và 62 thi thể đã được nhận diện. Người chồng này không nhận được một tin nhắn nào của vợ kể từ sau khi nhận được hai bức ảnh mà cô gửi từ nơi tổ chức buổi hòa nhạc. Ông Pogadaev đã từ chối tin rằng vợ mình có thể là một trong số 137 người thiệt mạng và hiện giờ vẫn chưa trở về nhà. Tôi không thể ở một mình được nữa, quá khó khăn, vì thế tôi lái xe tới nhà bạn, ít nhất là tôi sẽ ở bên ai đó. Hãng tin AIA Novosti dẫn tin từ Cơ quan Y tế của Moscow cho biết ngày 24 tháng 3 rằng các thủ tục xác định danh tính những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Krokus City Hall đã bắt đầu. Cục Giám định Pháp y Moscow nhận diện thi thể bằng kiểm tra ADN và quá trình này sẽ mất ít nhất là 2 tuần. Ngày 24 tháng 3, các nghi phạm bị bắt trong vụ tấn công khủng bố nhà hát Krokus City Hall ở Nga đã tới trình diện tại tòa án ở thủ đô Moscow có kẻ phải được cáng khiêng tới. Theo hãng tin TASS của Nga, tòa án quận Basmani ở Moscow đã ra lệnh giam giữ nghi phạm Mohammad Sobhi Faizov là nghi phạm thứ tư trong vụ xả súng tại nhà hát Krokus City Hall hôm 22 tháng 3. Như vậy, tòa án quận Basmani đã ra lệnh giam giữ cả bốn nghi phạm, những người tham gia trực tiếp vụ xả súng trước khi xét xử. Vào ngày 24 tháng 3, theo giờ Nga, tòa án quận Basmani đã triệu tập để nghe yêu cầu của các công tố viên về việc giam giữ bốn nghi phạm trên. Các nghi phạm gồm Delazon Mizoyev, 32 tuổi, Saida Karami Racha Balizoda, 30 tuổi, Samedin Fariduni 25 tuổi và Muhammad Sobhi Fayzop 19 tuổi. Nghi phạm Fayzop là người thứ tư được đưa tới tòa. Theo điều tra, tên này đã quay phim vụ tấn công nhà hát. Nghi phạm Fayzop được đưa đến tòa bằng cáng và gặp khó khăn khi nói chuyện. Một bác sĩ đi cùng anh ta Căn cứ vào tình trạng của nghi phạm, người bào chữa đề nghị cho anh ta được áp dụng các biện pháp hạn chế khác ngoài giam giữ. Ba nghi phạm còn lại cũng trong tình trạng bầm tím với khuôn mặt sưng tấy, trong đó nghi phạm Tacha Balizoda bị băng bó nhiều ở tay. Theo AIA, Farid Duni là lao động tại một nhà máy ở thành phố công nghiệp Podons, gần Moscow. Người này đang có con 8 tháng tuổi. Các nghi phạm đều là công dân Tajikistan, là quốc gia Trung Á từng thuộc Liên Xô và đang sinh sống ở Nga. Tòa án quận Basmani nói cả bốn nghi phạm có nguy cơ chịu án tù trung thân. Ba trong số bốn người đã nhận tội. Tên Mizoyev khẳng định tôi là công dân Tajikistan, đồng thời cho biết hiện có ba con nhỏ, bản thân không có nghề nghiệp ổn định và giấy phép tạm trú đã hết hạn ba tháng trước đây. Tòa án quận Basmani cho biết bốn đối tượng bị bắt bị truy tố về tội khủng bố và sẽ bị giam giữ trong hai tháng, cho đến ngày 22 tháng 5, chờ xét xử. Ngày 24 tháng 3, một số nguồn tin trên thị trường bảo hiểm cho biết công ty Ingolstadt là doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát Crocus City Hall gần thủ đô Moscow bị cháy trong vụ tấn công ngày 22 tháng 3 vừa qua. Công ty tuyên bố sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bảo hiểm. Đại diện Ingolstadt cho biết, đối với những khách hàng bị tổn hại về sức khỏe hoặc tài sản do thảm kịch này, công ty đã đưa ra phương thức giải quyết tổn thất đơn giản hóa. Đền bù từ xa có trong ứng dụng di động Ingo Mobile. Đơn đăng ký của khách hàng cũng được tiếp nhận tại các văn phòng của Ingolstadt để cung cấp hỗ trợ tâm lý, Ingotschak đã mở các cuộc tham vấn bổ sung với các nhà tâm lý học về khủng hoảng. Theo một nguồn tin, thiệt hại từ vụ cháy nhà hát ước tính khoảng 10 tỷ rúp, khoảng 109 triệu đô la Mỹ. Một nguồn tin khác lưu ý số tiền bảo hiểm theo hợp đồng có thể thấp hơn đáng kể so với mức thiệt hại mà các chuyên gia ước tính. Trước đó, phó chủ tịch Liên minh các trung tâm mua sắm, Pavel Liulin, ước tính thiệt hại do vụ cháy nhà hát này khoảng từ 6 đến 12 tỷ rúp, cùng ngày 24 tháng 3 chủ sở hữu nhà hát Crocus City Hall, ông Aras Agalarov cho biết những kẻ khủng bố đã tìm cách hủy hoại các đoạn ghi hình qua camera giám sát. Những kẻ khủng bố muốn dùng dầu hỏa và xăng thiêu dụi phòng hòa nhạc và khán giả, trong đó có phòng giám sát và lưu trữ hình ảnh camera giám sát. Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu Phức Hợp đã kịp thời thông báo cho lực lượng cứu hộ nơi lưu giữ cơ sở dữ liệu, nhờ đó ngăn chặn được đám cháy ở khu vực này. Chủ sở hữu Crocus cho biết thêm rằng hệ thống chữa cháy hoạt động tốt nên phần lớn mọi người thoát ra khỏi tòa nhà chìm trong biển lửa. Đài RT đưa tin, vào ngày 24 tháng 3, tòa nhà Basmani, thủ đô Moscow, Nga đã mở phiên tòa xét xử các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở nhà hát Crocus City Hall hồi ngày 22 tháng 3. Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall khiến 137 người chết tính đến sáng ngày 25 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Theo cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB, Moscow đã bắt 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố, trong đó có bốn kẻ liên quan trực tiếp. Các nghi phạm đều là người nước ngoài và đã trình diện riêng trước tòa. Cho đến nay, tòa ở Basmani buộc tội khủng bố đối với nghi phạm Talazon Mizoyev, 32 tuổi, và người này có thể lãnh án trung thân nếu bị kết tội. Tòa đã quyết định ra phán quyết về việc giam giữ trước khi xét xử kín. Cảnh quay từ hiện trường cho thấy nghi phạm bị nhốt trong phòng kín của phòng xử án. Nghi phạm Mizoyev nhận tội về tội khủng bố. Nghi phạm này bị tạm giam 2 tháng trước khi xét xử. Đây là thông lệ tiêu chuẩn ở Nga. Nghi phạm thứ hai xuất hiện trước tòa được xác định là Racha Balizov Saidar Karami Murodali, 30 tuổi. Nghi phạm xuất hiện trước tòa với tay phải được băng bó do bị thương trong quá trình bị bắt. Nghi phạm này bị buộc tội khủng bố và cũng bị tạm giam 2 tháng trước khi xét xử. Hai nghi phạm khác được xác định là Muhammad Sobi Fayzok và Samsidin Fahiduni. Tòa đang chuẩn bị xét xử.